một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất đỏ Ba Gian Phổ Quỳ, mảnh đất nổi tiếng với thứ cà phê thơm ngon không một nơi nào trên thế giới có thể sánh được. Đó là thương hiệu cà phê Phổ Quỳ, mà hương vị quyến rũ của nó đã được ghi danh trong sử sách làm đắm say biết bao nhiêu thế hệ. Đến với thị xã Thái Hòa, một thị xã trẻ được xem như là thủ phủ của cây cà phê Phổ Quỳ, chúng tôi vào nhà ông Nguyễn Văn Khương, nguyên trưởng phòng kế hoạch của nông trường Tây Hiếu năm xưa, để tìm hiểu nguồn gốc cây cà phê trên đất đỏ Ba Gian Phổ Quỳ. Trong những năm tháng làm việc tại nông trường, ông Khương luôn dành thời gian để nghiên cứu về lịch sử cây cà phê Phổ Quỳ, cũng như quá trình phát triển lịch sử của nó. Theo ông Khương, thì thực dân Pháp đã phát hiện ra mảnh đất đỏ Ba Gian Phổ Quỳ từ những năm 1847 và đến năm 1913 thì trực tiếp bắt tay vào khai phá để trồng cây cà phê mít. Tính đến nay cũng ngót hơn 100 năm. Đến năm 1954, nhất là sau khi hòa bình lập lại, nhà nước chúng ta có hai miền, miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc là xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì chủ trương của nhà nước là xây dựng nông trường quốc doanh. Đó. Mà nhất là lấy cái vùng đất đỏ Phú Quỳ, vùng Phú Quỳ này là cái trọng điểm. Như vậy là trên vùng Phú Quỳ này có 8 nông trường bắt đầu ra đời. Và tiếp thu cái cây cà phê mít của thực dân Pháp còn để lại. Và bắt đầu là thu hút công nhân, gọi là tuyển dụng ở các địa phương của các tỉnh, của các huyện, mà nhất là các huyện trong tỉnh Nghệ An, tấp nập trở về các vùng Phú Quỳ để xây dựng các nông trường. Đó. Thì sau khi là cà phê mít vẫn còn tồn tại lại, và sau khi phát triển cây thêm là trồng thêm cà phê vối và cà phê chè. Trong ký ức của nhiều người, nói đến Phổ Quỳ là nói đến cà phê. Nam Đắk Lắk, Bắc Phổ Quỳ, mang ý nghĩa là vùng đất đỏ Ba Gian và cây cà phê. Với cây cà phê chè, độ cao so mặt biển có ảnh hưởng đến chất lượng. Vì thế các nhà khoa học thường khuyến cáo nên phát triển ở độ cao trên 600 mét, thậm chí 1.000 mét. Tuy thế, Phổ Quỳ trên vùng chuyên canh cà phê chè độ cao chỉ trong khoảng 50 đến 80 mét, cây vẫn sinh trưởng tốt, hương vị thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Kiểu không chắc lắm, chắc có nhiều lý do. Trong lịch sử trồng và tiêu thụ, cà phê Phổ Quỳ đã từng được xuất về Pháp dưới dạng nguyên liệu, dùng để đấu trộn với các loại cà phê khác qua chế biến, rồi xuất đi các nước khác. Thế kỷ trước, các chuyên gia Liên Xô, Cuba đến làm việc tại Phổ Quỳ rất ca ngợi hương vị cà phê trồng tại đây. Nói về chất lượng cà phê Phổ Quỳ so với cà phê Tây Nguyên, thì ở Tây Nguyên không thể bằng được về mặt chất lượng, vì ở đây nó thể hiện 4 mùa rõ rệt, còn ở Tây Nguyên chỉ thể hiện ở 2 mùa. Do sự tác động của thời tiết cho nên chất lượng cà phê Phổ Quỳ rất cao. Trước kia, uống cà phê ở vùng Phổ Quỳ, vùng Tây Hiếu, người ta thấy khác hẳn, đậm đặc hơn. Chất lượng cà phê vối bây giờ đều phát triển ở vùng Phổ Quỳ vẫn đậm đà hơn cà phê vùng Tây Nguyên, nhưng vùng Tây Nguyên rộng rãi hơn, đất đai bao la hơn. Tuy chỉ là nằm trên một vùng có diện tích nhất định về đất đỏ Ba Gian như thế, nhưng tỉnh Nghệ An cũng đã khai thác một cách triệt để vùng đất tiềm năng này. Từ đó, cà phê đã được xác định là một cây mũi nhọn của Nghệ An, chính là từ thực tiễn và cả những căn cứ khoa học. Đã có lúc tỉnh dự kiến đưa diện tích lên 9.400 hectare để có sản lượng 9.300 tấn nhân. Phấn đấu đến năm 2010 phải có 10.000 hectare để có sản lượng 15.000 tấn.
Trong khoảng một thập kỷ nay, diện tích cà phê ở Phủ Quỳ giảm nhanh. Nhiều nông trường và cả nông dân đã không trồng cà phê nữa. Diện tích cà phê còn lại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Cao Su Nghệ An chỉ còn khoảng 450 ha, tập trung chủ yếu ở 5 nông trường, trong đó có 2 nông trường vốn có chiều dài lịch sử là Tây Hiếu 1 và Đông Hiếu. Đây là lô cà phê trồng sen cao su của chị Lê Thị Hợi ở xóm Quán Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn. Dù cái Tết đang cận kề, chị Hợi vẫn tranh thủ thu hái để vớt vát một mùa cà phê rớt giá ảm đạm so với nhiều năm trước. Được biết, gia đình chị có 1,4 hectare cà phê trồng sen cao su. Năm nay, theo ước tính, thì thu nhập từ cà phê chỉ mang lại cho gia đình chị khoảng 8 triệu đồng. Trong khi đó, cũng thời điểm này, năm 2012, cà phê cho chị thu nhập hơn 20 triệu đồng. Năm nay là so với năm ngoái nha. Là năm ngoái là được trên 20 triệu. Mà năm nay thì là giá cả là chưa bằng 1/3 năm ngoái. Mà so với năm trước nữa cũng là gấp mấy lần hay. Gấp 6-7 lần rồi thầy. Rồi năm trước tế nè. Chứ năm đi thì đúng là chưa được 1/3 của năm ngoái. Giờ phân trò thì là nhiều anh đầu tư nhiều. Mà cuối cùng là thành là em cũng không luôn. Tiền phân là đến 7 triệu rồi. Mà tiền ca thì anh này cầm mua được 8 triệu. Mà đóng lớn công tật với chi phí đó anh nè. Thế rửa nó. Thì giá cả đã mất là mua thì cũng mất cả giá rồi cả mua anh ấy. Có thể nói năm 2013 là năm hết sức khó khăn do ngành sản xuất cây công nghiệp dài ngày, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong đó cây cà phê cũng nằm chung số phận. Giá cà phê năm 2013 thì giảm đi một nửa do ảnh hưởng trong nước và thế giới. Dù công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Nghệ An đã cố gắng thu mua quả tươi với giá 3.600 đến 3.700 đồng một kg, nhưng người dân vẫn không mặn mà vì năm nay giá quá thấp so với những năm trước. Nguyên nhân là do giá cả vật tư phân bón, thuốc trừ sâu và tiền thuê nhân công quá cao, nên người trồng cà phê không dám đầu tư chăm sóc. Một khó khăn nữa là thị trường tiêu thụ ở các nước tư bản rất khó tính, trong khi cà phê Phủ Quỳ đã hết chu kỳ phát triển. Trong khi đó, các công ty tư nhân lại nhảy vào thu mua cà phê với giá tự do, nên thị trường cà phê mất ổn định là điều không thể tránh khỏi. Khi người dân không mặn mà với cà phê, thì họ chuyển sang trồng cao su. Những năm gần đây, cây cao su được phát triển với tốc độ rất nhanh, không chỉ trong các nông trường, các công ty nông nghiệp mà đang được mở ra ở các công ty lâm nghiệp, hộ nông dân. Nếu ở thời điểm cao su 327 có khoảng 1.500 hectare cho cả Phủ Quỳ, thì bây giờ riêng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Cao Su Nghệ An cũng đã có 2.489 hectare, trong khi diện tích cà phê chỉ còn khoảng 1/5 so với cao su. Chưa thống kê đầy đủ, nhưng diện tích cao su của Phủ Quỳ đã có khoảng 4.000 hectare. Quỹ đất không tăng, khi những cây trồng khác có xu thế hơn, phát triển mạnh, thì diện tích cà phê nhỏ dần lại là một thực tế hiển nhiên. Trước những khó khăn của thị trường cà phê trong nước, cũng như cà phê trên đất đỏ Ba Gian Phủ Quỳ, nhiều đơn vị công ty kinh doanh cà phê cũng cố gắng tìm ra những giải pháp để tháo gỡ khó khăn và tìm đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, các công ty kinh doanh cà phê cũng có những phương thức hỗ trợ cho những người lao động trồng cà phê để họ yên tâm chung thủy với cây cà phê trong thời kỳ rớt giá. Về phía công ty thì chúng tôi đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn này cho người lao động nhận cà phê. Ví dụ như là đặt vấn đề để tiếp cận với các cái công ty vật tư nông nghiệp phân bón ấy, phục vụ về đầu vào ấy. Thì về phía họ là họ có cơ chế là chậm trả lãi suất trong thời gian mình vay về công ty ấy, là như vậy, hỗ trợ một phần trong giá, rồi là tạo những cơ chế thông thoáng nhất trong phạm vi của mình. Nhưng mà thực sự mà nói thì đó cũng chỉ là những cái kênh nhỏ thôi. Còn về phía đề xuất với nhà nước ấy, thì muốn là
là có một cái tháo gỡ trong cái tầm quản lý lớn hơn, đó là về tầm vĩ mô và đặc biệt là cái cơ chế về giá. Cũng theo ông Tiến thì hiện nay trong kho của công ty đã có 250 tấn cà phê nhân đang sẵn sàng xuất ra thị trường thế giới trong năm 2014. Ông cũng hy vọng trong năm 2014, giá cà phê trên thế giới sẽ tăng lên để đơn vị cũng như người trồng cà phê có thêm niềm tin để đầu tư phát triển cây cà phê trên vùng đất đỏ Ba Gian Phú Quỳ. Họ cũng mong muốn bảo tồn và phát huy những giá trị to lớn của cây cà phê chè trên đất Ba Gian Phú Quỳ, một loại cà phê có những hương vị và thương hiệu đặc trưng so với các vùng khác. Muốn làm được điều này, họ cũng đề nghị tỉnh và các cơ quan chức năng cấp bộ có những nghiên cứu để duy trì gen, duy trì chất lượng cà phê Phú Quỳ để đảm bảo nó có giá trị bền vững lâu dài theo thời gian. Năm 2013 đã đi qua và năm Giáp Ngọ 2014 đã đến. Những người trồng cây cà phê trên đất Phú Quỳ đang mong ước một năm mới sẽ có nhiều thay đổi. Theo đó, kinh tế thế giới sẽ vượt qua khủng hoảng, giá cả cà phê sẽ tăng lên và từng bước đi vào ổn định để nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho người dân vùng đất đỏ Ba Gian Phú Quỳ. Làm răng mà giá cả cho hắn ổn định lên tí được, cái người trồng phấn khởi hơn tí anh để mà dạ có thêm thu nhập cho gia đình. Mong ước của một tháng năm 14 thì nhiều, nhưng trong đó là những người làm cây công nghiệp dài ngày, trong đó cây cà phê. Chúng tôi là thứ nhất là mong muốn là cái nền kinh tế của thế giới như trong nước là nó thoát khỏi khủng hoảng, để rồi cái mặt hàng cà phê nó trở lại bình thường được như những năm trước đây. Có thể là không được 8-9-10 nghìn một cân thì có thể là 7-8 nghìn. Và như vậy là người công nhân sẽ hăng hái đầu tư chăm sóc để rồi được có năng suất cao và giữ được cái khối lượng sản phẩm cũng như là cái thu nhập cho người lao động, và người lao động có thu nhập thì như vậy là giữ vững được sự tồn tại của công ty và cũng như là của các đơn vị thành viên. Chia tay với vùng đất đỏ Ba Gian Phú Quỳ, chúng tôi những người làm chương trình này cũng cầu chúc cho người dân Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa nói chung và những người trồng cà phê nói riêng một năm mới gặp nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh cà phê, để từ đó hương vị và thương hiệu nổi tiếng của cà phê Phú Quỳ sẽ bay xa, tỏa hương thơm quyến rũ sang các nước bạn bè trên thế giới.